Hello, Hương xin chào các anh chị và các bạn trẻ nha. Bữa nay Hương trẻ cái cây sen đá đột biến, tách nó ra làm hai cái dáng khác nhau. Tại cái dáng thế này bây giờ, đây là cây sen đột biến của Hương. Nó có cái tạ nó gì, bây giờ Hương muốn tách nó ra, lấy cái phần này thôi, rồi cái kia trồng lại. Còn gì nó hơi lùm xùm, nó nhìn nó không có được rõ. Đây là cái phía sau lưng của nó, giờ Hương tách nó ra, chẻ nó ra cho nó thành cái dáng khác, nó đẹp hơn. Một mình nó thôi, để nhiều vô trong đó cái nhìn thấy nó không được, không có hay. Là nó Hương cắt nó ra làm hai. Nãy giờ Hương cắt nó ra làm hai, thì Hương dùng cái con dao. Hương có cái con dao để tách nó. Hương, trước khi Hương làm cái Hương phải nhúng cái nước ancol, mà Hương cái này Hương ancol nó không có nguyên chất, cái này Hương đã pha rồi, pha nó 35-40%. Tách nó ra. Có mấy cái rễ nó hơi dài làm xong, em Hương cắt cũng bỏ bớt, cắt cho nó gọn. Các anh chị thấy ha, nó chỗ này bây giờ Hương lấy cái chiếc phần ở dưới này Hương tách nó ra. Đây là các anh chị, Hương cắt nó ngay chỗ này. Tách cái cây này ra. Tại cái này nó nằm trên này, nếu cắt trên này thì nó cao quá. Đây, giờ mình tách nó ra. Này cắt ra thì nếu các anh chị á, để 3-4 ngày trồng, 3-4 ngày nó khô cái vết cắt này á, mới trồng vô thì nó tốt. Mà Hương á, Hương cắt xong Hương hay trồng không có thì giờ đó, Hương làm luôn á thì Hương không có tưới nước đó. Nếu mà cắt như vậy, cái vết cắt nó như vậy mà mình phải để cho nó khô hết trồng. Hương trồng liền á, thì Hương tha cái bột này, tha cái bột này vô, cái bột này nó cho cái ra rễ cây. Tha cái bột này vô, tha cái bột này vô thì nó khô, làm cho nó khô cái chỗ cái vết cắt đó. Thì Hương trồng liền, mà nhưng trồng liền với điều kiện là đừng có tưới nước, để 1 tuần hoặc là 10 ngày, ít nhất là trung bình 1 tuần hay tưới nước, đặng cho cái vít cắt này nó khô. Thay vì mình để nó nằm ở ngoài thì bây giờ mình trồng rồi mình không, mình giữ cái đất khô nó cũng giống nhau thôi. Cái này thay vì lấy ra luôn mà nó nhỏ hơn, để cho nó nằm ở đây, từ từ sau này nó lớn tính sao nữa. Đó là một anh nhờ cắt ra thì đây.
Đó, giờ Hương cắt xong, cái Hương thà cái bột cho đó, cái bột đó là cái bột cho nó rễ ra rễ, thì Hương để thay vì mình để cho nó khô mấy ngày sau, trung bình có khoảng từ 5 ngày cho tới tục khoảng 5 ngày được rồi. Hương trồng vô liền thì Hương để cái đất nó khô, không có tưới. Dạ, cái này cây này nó cũng dễ trồng lắm các anh chị, nó cũng mau lớn lắm. Để cục đá làm cho nó đứng, nó chưa có bắt rễ. Cái Hương gần cái cục đá đó để cho cái cây nó không có ngã, tại vì nó chưa có rễ. Mỗi lần Hương cắt cây á, là Hương cứ làm luôn cho rồi, tại nhiều khi để cái thấy nó nằm đó rồi không có thời giờ thôi. Hương làm mỗi lần làm Hương làm hay làm luôn đó, làm luôn thì không có tưới nước, không có tưới nước này để cái đất mình nó khô đó, thì nó cũng giống vậy thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì cái gió cắt.
Tại cái vết cắt Phương có tha cái thuốc cho nó mọc rễ rồi, là cũng như làm nó cũng khô, tương đối nó khô rồi, nó không sao. Nó Hương hay nhúng cái chất đó rồi Hương trồng liền thì Hương thấy nó ok, nó không có sao hết. Cây này là cây sen đột biến của cổ rìa. Nói gì vậy đó, chúng ta nói gì như hồ đầu tiên. Mất cái tên đâu đâu rồi, thì Hương nhớ vậy. Không biết có đúng hay không, cũng chỉ nhớ nó vậy thôi. Thật ra ở dễ trồng lắm. Đó là cái cây đột biến của Hương đó, Hương cắt nó ra đó. Cắt vậy Hương thấy là thấy nó đẹp hơn là nó nằm nó nhiều nhánh trong chùm nhum quá. Đây còn cái nhánh này. Đó, cái nhánh này thì trồng cho nhĩ cái sao này nó lớn rồi, cái mình tính sao chứ nó nhiều nhánh nè. Còn cái thằng đó nó một nhánh đó. Đó. Đó, cây của Hương. Đó, có cái nhánh nhỏ này Hương để cho nó nữa, nó lớn rồi tính đó, nó nằm phía sau một chút. Tách ra vậy thấy cho nó dễ thương. Cho nó ngã ngã ra chút lại. Chị thấy cái cây của Hương đẹp chưa? Cái bẹ của nó bự lắm.
Hương đi lấy đá, Hương dặn lại cho nó không ngã, không ngã. Một cái cây cho nó lấy rồi chắc anh chị chở hơn chút xíu luôn đi lấy đổi tẹp lại. Uống cho cái cây nó nằm ràn chút xíu. Uống cho cái cây nó ra một chút. Cho cái tàn nó bung bung ra. Cái tàn nó ra chút gì cột gì được rồi đó, vậy cái mai mốt cái nó lớn chút xíu nào mình chỉnh lại chêm cho nó không có ngã. Giờ mình chêm lại mình cắt ra cái vườn làm tương cho nó ra cái dáng khác một chút. Rồi ra thành hai cây. Thưa ngày hôm nay sáng thế ngủ dậy sớm nằm lên internet coi sàn đá lựa có mấy cây thích, có mấy cây thích cái ông xã cũng kêu thôi mua đi, nhưng nói giờ mua không có chỗ để, hết chỗ để rồi. Ông xã ông nói cứ mua đi rồi có chỗ cho để. Anh mua nha,
thấy vậy cái nó thôi, ông nói mua đi, rồi, muốn mua thì mua, rồi ông mua tiếp. Thành ra đang mua một lô, mới mua một lô hồi sáng nữa rồi các anh chị, mà trong đó thì có mấy cây là mình thích ra mỗi lần mua, thôi mua luôn 12 cây, tại vì 12 cây tiền cước nó cũng bao nhiêu, tiền certificate kiểm dịch nó kiểm dịch. Thành ra Hương hay mua luôn 12 cây. Thường thường trong 12 cây thì chỉ có mấy cây mình thích nhất, còn mấy cây kia mua phụ theo, mua theo. Thành ra mấy cây đó thường thường lửa ít ít tiền. Thôi chỉ có mấy cây là chánh, còn mấy cây kia mua phụ phụ trồng chơi. Thành ra mua nữa rồi, chị ơi. Đúng là cái người nghiền rồi. Ông xã xối xối, mua đi anh mua. Thật sự tại ông xã đúng mua không à. Tại vì Hương không có hồi nào giờ không thích sử dụng Reddit ra đây. Reddit cả, xài tiền mặt, mình control được. Anh đã mua. Nói chuyện thì Hương coi Hương lựa. Ông xã muốn mua thì mua. Mua thì Hương lựa luôn thêm vài cây. Mà vài cây đó là mua phụ theo thay vì mình mua 12 cây cũng bao nhiêu tiền cước phí, cũng bao nhiêu tiền certificate kiểm dịch. Nên nó mua thêm mấy cây. Mấy cây là không được đẹp lắm, vừa vừa thôi. Chơi cho đỡ buồn. Thành ra Hương mua nữa rồi. Mắc cái bệnh rồi. Vợ bị bệnh mà chồng suối, chồng mua, chồng đứng mua, thành ra mua. Đó, bây giờ Hương chẻ ra được 2 cây. Đó. Đó, bây giờ chẻ được 2 cây, thay vì để 1 cây thì nó lùm tùm. Bây giờ Hương chẻ ra 2 cây. Đó, cây biến thể là cái thể tự nhiên như vậy mà gần như thường thường không có, hiếm có cây có cây cái dáng giống nhau lắm, thường thường nó cái dáng nó khác nhau hết à. Nó cũng giống như mình chơi cây bonsai đó các anh chị. Cây bonsai thấy vậy chứ các anh chị khó kiếm cây nào mà có cái dáng trùng nhau lắm. Chả nó ra thấy không? Cây này nó có cái dáng nó đứng đơn một mình, đơn một mình, đơn độc một mình, mình nhìn thấy cái dáng nó đẹp nhiều hơn. Nói chung hơn kia thấy cái gốc nó lùm xùm quá nên Hương chẻ nó ra. Đó, thì còn có cái cọng nhỏ nhỏ đó mà Hương không có cắt, Hương để cho nó đứng nó làm dáng ở phía sau. Đó, cái dáng sau lưng của nó đó. Cái cây mình này nữa, mình cắt nó ra. Trồng xong, nó mau lớn lắm các anh chị. Trồng sau này, cái nhánh này nữa, sau khi thời gian chừng khoảng 5-6 tháng sau là nó to, nó lớn lên rồi. Bữa nay Hương chẻ cái cây đột biến của Hương ra làm hai, tại muốn có cái dáng của cây kia rồi ra ngoài. Hương còn sơ video ngắn thì Hương đi ra đây cho các anh chị ngắm thêm chút nha. Mấy bữa rồi đây cũng còn cây đột biến của nó nè, mà cái cây này thì cái dáng nó không có ấy, nó cũng không có được đẹp. Cây này với cây đó đằng đó là hồi xưa nó một cây đó mấy anh chị. Rồi Hương mua cái Hương trồng thời gian cái nó lớn, Hương tách nó ra làm hai. Rồi tách ra làm hai rồi bây giờ cái lần thằng kia Hương tách nó ra làm hai nữa. Mà cái mùa này nó lá nó xanh vậy á, nó vô cái mùa thu nó lá nó nâu hết à.
trong đó này ở cái khu vườn của ông nó mất màu nhiều lắm, phải che nó sừng cả tháng này, 3 tuần hơn rồi. Trời ở Nam Cali này nó hơi u ám đó. Rồi hồi sáng mới cuốn cái lưới bớt đi rồi, thì để nó làm cây nó tối luôn, phức quá cái thành ra cái cây nó không có màu, nó bị mất màu, thành ra hồi sáng mới cuốn bớt đi rồi. Tôi quay video mà bưng lên từng chậu đó, quay kỹ video kỹ các anh chị xem, mà như vậy thì lại không có xem được nhiều cây. Còn bưng quay mà thoáng thoáng như vậy đó, thì các anh chị nhìn ngắm được nhiều một chút. Bà Hương nói với ông xã, từ nay đồng vợ đồng chồng Bác Vĩnh Đông cũng cạn, còn hai đứa mình đồng vợ đồng chồng, tức là đồng vợ đồng chồng, là ở nhà băng lúc nào cũng sạch, cũng sạch. Đâu có dính đổi dữ vậy. Đồng vợ đồng chồng Bác Vĩnh Đông cũng cạn, này không có Bác Vĩnh Đông mà xài tiền sạch nhà băng luôn, xài ngoài hết tiền á. Đây là cái cây đột biến nè mấy anh chị, mà mấy anh chị nhỏ đó, nó làm cái thấp nè, thấy cái này cũng là đột biến nè, thấy nó ra cái rễ nè, nó ra rễ. Cây này cũng là một dạng đột biến của nó nè, mà mấy cái này nó không có ra cái bẹ nhiều, nó có cái cọng ấy, không có bẹ. Cái này nó có cái bè nè, mà nó còn thấp ở dưới quá nè. Tại vì một bụi của nó luôn cũng tách nó ra làm hai đó, mà nó, cái giá cái thằng này nó còn thấp quá. Chưa có xô cái gốc cái cũ. Cái bên này cũng là cây đột biến. Và cái này cái lá nó khác. Cái này cũng hơn mới trẻ, tách nó ra làm hai nè. Nó cũng mới tách nó làm hai á. Hơn còn kem cái cục gạch, cục đá. Thì nó chưa có mắc rễ lắm, tại mới trồng đâu. Một hai tuần, hai tuần. Cây này cũng đột biến nè các anh chị. Đột biến đó, mà ảnh còn nhỏ, thành ảnh thấp thấp ở dưới thôi. Nhìn vô thấy cái gốc đó nè. Nó cũng là đột biến đó. Thường thường mấy cây đụng mấy là không có cái thân cây nào, cái dáng nào mà nó khác nhau hết, một dáng khác nhau hết.
sỏi hầu. Cây sen lâu cồn mùa này cũng coi như nó hơi mất màu ha, tại vì hơi sợ nó bị cháy á, cháy lá là nó mất màu nhiều. Mới mở cái lưới ở trên đi rồi. Vậy Hương làm cái video ngắn chia sẻ với các anh chị nha, với các bạn trẻ. Hương xin chia tay với các anh chị và các bạn trẻ. Hương hẹn lại cái video kế nha. Hương xin chào các anh chị và các bạn. Bye.